Nói về duyên âm thì đấy là một cái ngôn ngữ mà nó nói rất là chung chung ạ. Tuy nhiên là khi mà theo ekip nhận được câu hỏi mang về cũng như là những cái mà ekip tìm hiểu ạ thì lại duyên âm thì lại có những cái khái niệm khác nhau. Vậy thì mong tiến sĩ có thể giải đáp cho quý vị khán giả rõ hơn về những khái niệm này được không ạ? À, vâng, à, tức là chúng ta đang giao lưu về chuyên đề hôm nay, tức là duyên âm. Thì nói về duyên âm ấy thì nó nằm trong cái tổ hợp từ là giao lưu với thế giới tâm linh, thế giới siêu hình. Thì trong khoảng 25 năm qua thì ba cơ quan chúng tôi đó là Viện Khoa học UEA, rồi Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và Trung tâm Bảo trợ Văn hóa của Truyền thống là ba cơ quan được nhà nước giao nhiệm vụ thẩm định tìm mộ liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt. Thì một trong những cái phương thức là do nhà ngoại cảm mà có thể cung cấp thông tin, còn một kênh nữa là chúng tôi cho các cái gia đình liệt sĩ giao lưu trực tuyến trực tiếp với những cái hương linh liệt sĩ và những hương linh trong gia tiên. Thế thì trong 25 năm qua thì đã có đến hàng vạn các cái cuộc giao lưu như vậy, và chúng ta thì tưởng tượng như mỗi ngày tại đây có hàng trăm các cái gia đình đến giao lưu với thế giới tâm linh gia tiên của mình, và cái xác suất giao lưu được ấy, thì khoảng độ 80-90%, có nghĩa là 100 gia đình đến đây thì cái sự thành công khoảng độ 80-90 các gia đình có thể là giao lưu được thế giới tâm linh. Mà giao lưu với thế giới tâm linh ấy thì có nhiều lĩnh vực lắm, rồi là kinh tế, chính trị, xã hội gì đầy đủ các thứ trên đời. Chúng ta hãy hình dung ra là chúng ta biết một ngoại ngữ, chúng ta có thể biết được một nền văn hóa của một dân tộc nào đó. Thì ở đây cũng vậy, khi chúng ta giao lưu với thế giới siêu hình thì có nhiều vấn đề sẽ nảy ra. Nhưng nếu như mà để là tràn lan những cái thông tin đó thì có khi chúng ta phải mất hàng tháng cũng không hết được những thông tin mà giao lưu ở với thế giới siêu hình. Hôm nay chúng ta phải nhóm gọn nó là một chút, tức là phải nói về cái duyên âm, tức là nói đa phần như bạn là Ngọc Anh cũng đã nói, tức là chúng ta chỉ giới hạn trong chủ đề hôm nay là về những cái tình duyên, về những cái mối tình, hoặc là về những cái xây dựng gia đình, những việc này việc khác, thuận hay là nghịch, nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhưng cái chủ đề tuy nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng chúng ta có thể nó liên quan đến rất nhiều các cái bạn trẻ và các cái mối tình, có thể nói cả tháng cũng không hết được. Thì hôm nay chúng ta đi vào một giao lưu về cái thế giới mà cái chủ đề của nó là cái duyên âm, nó là như vậy. Vâng, thưa tiến sĩ, vậy thì chúng ta nói một chút là duyên âm thì có những dạng duyên như thế nào ạ? Vâng, thì nói về cái duyên âm ấy, hôm nay ta nói về cái chủ đề duyên âm ấy thì có hai cái chính, tức là cái duyên âm ấy ở đây thì chúng ta thấy là do cái tiền duyên, có nghĩa là tiền tiền duyên từ kiếp trước mà có khi có tình duyên với nhau, thế bây giờ nó còn lưu luyến lại, đấy là cái dạng thứ nhất. Dạng thứ hai là có khi chúng ta đi đường mà gặp một cái linh hồn lang thang cơ nhỡ, linh hồn cô đơn cô độc và không có nơi nương tựa, và họ đang vướng víu về một cái gì đó, thì nếu họ gặp một cái người nào đó mà có cùng cái tần số thế là họ theo về. Như vậy thì cái duyên âm có cái dạng là có thể có chúng ta có liên quan về cái tình duyên phía trước, nhưng cũng có thể do chúng ta bất ngờ đi đến một cái cung đường nào đó, đi một trong hoàn cảnh nào đó có thể gặp một cái linh hồn và họ có thể đi theo chúng ta. Thì đấy có hai cái trường hợp đấy thường xảy ra, thì trong cái trường hợp là chúng ta đi giải về vấn đề duyên âm. Nhưng còn một cái trường hợp nữa thì ai cũng có và gia đình nào cũng có, thì gọi là duyên thì không phải, bởi vì nó là các cái thai nhi, mà chính những cái thai nhi ấy là hầu như gia đình nào cũng phải có, không thì ông đời cha hoặc là đời mình cũng có thai nhi. Vậy thì những cái giao lưu và ảnh hưởng của thai nhi thì nó chủ đề nó nhiều, cho nên chúng tôi sẽ dành cái việc giao lưu mà các cái những cái yêu cầu của thai nhi nếu như không đáp ứng được nó thì sẽ gây ra cho những người đương thời, cho cha mẹ hoặc là cho những anh em nó sẽ ảnh hưởng như thế nào thì cũng rất là khủng khiếp. Thì cái việc giao lưu với thai nhi chúng ta sẽ tính sau, còn đây chúng ta nói hôm nay chủ yếu tức là đi vào cái chủ đề là phần duyên âm đó, nó là đi về chủ yếu cho những cái mối tình duyên nó xảy ra thuận hay nghịch mà thôi, thì chúng ta hôm nay cũng đi về chủ yếu về vấn đề này. Vâng, cảm ơn tiến sĩ ạ. Còn cái trường hợp này là có, không phải bây giờ đâu, ở nhà quê là có thai với người âm nhưng người ta gọi là chửa hơi, bụng tự nhiên cái trướng ra nhưng mà không đẻ được người nào, hoặc là chửa nước, tức là nó chỉ bong bóng nước thôi. Thì và ở đây thì chúng ta khâu lại
là cái hỏi lại cái cô đấy, cô cũng khẳng định rằng là cô cũng có ân ái với cái người âm. Nhưng mà vì cái người âm nó là thế giới vô hình, cho nên nó có cái thế giới hữu hình đâu mà nó có thai thật, cho nên là nó chỉ là cái bụng cũng là phủng lên trứng, nhưng đa phần sau một thời gian ấy thì nó lại giống như là nước và hơi thôi, nó không có cái hình hài thật. Thì đối với chúng tôi cũng đã kiểm tra, thì gia đình của cái nhà đó cũng đã đến và mời cô kia đến, thì bảo mấy lần chữa nhưng cuối cùng đẻ ra chẳng có gì cả. Cho nên trong cái ngày xưa, trong cái triều đình nó cũng lợi dụng điều này mà nó sẽ vu oan giáo họa cho các cái mỹ nữ cung tần đẻ ra con mèo con biết nào kia, thì nó dùng cái hình thức này. Nhưng trong cái này có một số các phần trăm là vợ có những cái chuyện mà ân ái với thế giới siêu hình, nhưng gọi là chữa với người âm thì ở đây là trong sinh học không có chuyện đó. Thế còn trong cái câu chuyện thêu dệt, ví dụ như câu chuyện liêu trai, bây giờ ví dụ như cả chúng ta đã đọc chuyện liêu trai rất là nhiều, hay là người con gái nam dương, hay rất nhiều những ví dụ về việc là người trần lấy người âm, hay người âm lấy người trần. Và vừa rồi chúng ta thêm truyền hình cũng có một cái anh chàng mà lấy cái cô vợ đẻ ra, thì đấy chúng ta là chuyện liêu trai thì chúng ta không tính. Nhưng ở trong thực tế chúng ta đã khảo nghiệm thì những cô con gái mà có sinh hoạt giới tính với cái người vô hình thì cho dù bụng có trướng lên gọi là chở hơi hoặc chở nước, nhưng không đẻ ra người con được. Về sinh học ấy thì cái này chúng ta không nên kết luận 100% là như vậy. Tức là có rất nhiều những đôi sinh đôi là cùng là con gái hoặc cùng con trai, nhưng cũng có khi là một trai một gái. Nhưng khi cái gia đình nào sinh đôi là một trai một gái, người ta nghĩ rằng là hai người chắc là có tiền duyên với nhau, cho nên là cùng rủ rê nhau mà cùng đầu thai. Do vậy khi đẻ ra người ta làm một cái lễ, mà nhà anh em nhà tôi cũng bên nội bên ngoại cũng có mấy người như vậy đẻ ra một trai một gái, xong các vị làm lúc tôi còn bé, xong là kể cho tôi nghe, tức là gọi là làm lễ tư hồng, tức là làm lễ cho cái đôi trẻ làm sao để sống. Nó không phải là làm lễ để cho nó lấy nhau đâu, nhưng mà làm lễ tâm linh nào đó để cho hai đứa nó được mạnh khỏe thì làm lễ tư hồng. Nhưng mà đây suy nghĩ lại thì nếu như chúng ta suy nghĩ là làm lễ tư hồng anh em ruột lấy nhau thì cũng không phải, lại rơi vào cái câu chuyện mà ngày xưa người ta có cái câu chuyện mà cái người mẹ mà đá phụng phu ấy, anh em ruột lấy nhau. Thì ở đây là người ta tưởng tượng rằng hai người này đã cùng đầu thai vào chung vào một bụng mẹ, cùng nằm ôm ấp nhau ở trong bụng, thì có lẽ là kiếp trước là hai người là vợ chồng chắc, trong kiếp này làm lễ tư hồng. Thì ở đây cũng là một giả thuyết này. Tôi nghĩ rằng cần phải soi. Cũng có khi là mẹ con, cũng có khi là một cái mối quan hệ khác và họ luôn luôn đi với nhau. Chứ còn nếu như muốn là vợ chồng lấy nhau thì đương nhiên họ phải đầu thai vào hai cái dòng họ khác nhau, để mà sao để hai đẻ ra thì người ta còn có cơ hội lấy nhau. Chứ còn nếu như cùng một bụng mẹ mà lấy nhau là rất là khó. Cho nên đây cũng có thể một giả thiết thôi. Chúng ta cũng không thể phản đối cái thuyết này, mà chúng ta phải soi, dùng tâm linh soi vào cái đôi ấy cụ thể. Có những đôi chưa chắc đã phải là vợ chồng, mà có khi là mẹ con hay là một cái quan hệ nào đó mà họ cùng vào đấy quyến luyến nhau rồi cùng đi với nhau, thì gọi là hai người song thai và một nam một nữ là kiếp trước là vợ chồng, thì đây là một giả thiết. Chứ tôi không nặng về khẳng định. Cũng có trường hợp, nhưng cũng có khi ở mối quan hệ khác nhưng họ quyến luyến họ đi với nhau ở trong kiếp này.